Tiên Nghe xin chào tất cả các em cần thủ đam mê câu cá từ Tổ quốc. Hôm nay tục lên cho một clip gồm những máy câu nha anh em. Máy câu này có máy câu lục lua đánh biển cho anh em. Rồi đếm cho cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán, nếu hàng lỗi không đếm trên lên đó thì sang lại. Rồi cảm ơn anh em. Tham khảo. Thì con thứ nhất em đưa cho mọi người là một con máy của Tem Tay Qua. Thì con này cũng ngoại hình xuất sắc nha mọi người. Đây ngoại hình xuất sắc. Thì tay quay nó bị rạn nè, đó cái miếng cao su ở ngoài nó bị chóc ra nè anh em. Đó. Thì máy sao nó vậy, tay quay có mặt đạn luôn nha. Đó. Thì ngoại hình nó xuất sắc, mắt được chụp ở đây thì xuất sắc thường hoạt động em mượt nha anh em. Đó, con này anh em quẹ lua hết bài. Đó, câu lua không thay câu cá tra lăng xê hết bài, hoạt động em mượt nha. Đó, không lỡ làm gì hết. Rồi con này có xây tương đương ra tầm khoảng 3.000 nha anh em. Đó, cước bao được 150m. Rồi con giá máy thứ nhất xuất sắc, rồi bán rẻ anh em. Con máy thứ nhất 350k cộng ship nha anh em. Đó, hoạt động êm mượt nha, lấy rất ok nè, bên bên sóng nè. Đó, chỉ tạo là xuất sắc thôi. Rồi con máy số 2, con máy số 2 em ra cho người là một con máy đai qua Ligin. Đó, con đai qua nha mọi người, bên bên sóng. À, con lăng ok, thì ngoại hình con này tương đối ok nha mọi người. Đó, con máy này có xây tương đương là tầm khoảng 4.000 anh em, cước 4 được 150m, cước 3 được 200m. Nè, ngoại hình đẹp nha. Đó, ngoại hình rất là sáng luôn. Đó, dòng máy này thấy anh em cũng sắp đi câu lua cũng rất là nhiều đây nè. Thì con này xây 3.000, xây 4.000, hàng China xuất Nhật nha mọi người. Đó, tay quay tròn. Đó, đây còn miếng đệm tay quay còn luôn nè, hoạt động thì bao mượt, hoạt động mượt mà. Đó, cực kỳ mượt nha anh em. Cái tay quay nấm tay qua có mặt đạn nha. Đó, cái bếp đầy đủ, hoạt động mà chân chui em mượt nha mọi người. Đó, rồi giá công khai con máy số 2, con máy số 2 giá công khai là 750k nha mọi người. Tiếp theo con số 3, con số 3 em lên cho người là một dòng máy tay qua kit. Thì con máy kit này là con máy kit đai qua 2506 nha anh em, 2506 đai qua kit. Thì máy này nè, ngoại hình nó xuất sắc nha, nó ngoại hình xuất sắc. Đây, ngoại hình xuất sắc. Thì con nồi thì ok nha anh em, nồi thì không có bị xước phần trên nè, đó. Tiếng côn kêu rất là giòn luôn. Đó. Đây cứ ok nè, đó. Lăng này. Lăng quẳng lăng bình thường nha anh em, không lỗi lầm gì hết. Chỉ có tội là nó xước sắc thôi. Đó, thì con này của Thái Lan xuất Nhật nha em. Đó, tay quay tròn, thì hoạt động chân chân chú nè, hoạt động rất là nhẹ luôn. Đó, đây, kiểu nhẹ nó quay nè. Đó, con này anh em về lua lóc là khỏi hết bài nha anh em, lua lóc. Đó, anh em không thôi anh em câu cần tay chở máy câu hành câu chấp. Thì con này cước PE 0.8 được 140m nha anh em, PE 0.8 được 140m. Con này có cốt trợ lực nha mọi người, cốt trợ lực. Rồi giá công khai con máy số 3, giá công khai là 1.500.000 cộng ship nha anh em. Đó, 1.500.000 cộng ship con máy số 3. Đây cứ ok nha. Tiếp theo là con máy số 6. Không, con máy số 4. Con máy số 4 là một dòng máy rất được nhiều anh em săn đón. Thì con số 4 này là một con máy Shimano Beamaster, máy 1.000, xây 1.000 luôn. Đó, máy rất là nhỏ gọn nha mọi người. Đó, rất là nhỏ gọn luôn. Thì con này là của Seben anh em, hàng nội địa. Ngoại hình anh em, ngoại hình nó rất là sáng luôn. Đó, ngoại hình cực kỳ sáng luôn nha anh em. Đó, con lăng ok nè. Đó, với tới đây thì nó hơi bị xước một tí thôi. Đó, máy 1.000. Máy này thì anh em về câu suối, không thôi anh em lấy câu tôm. Đó, câu hành cháp là hết chỗ chơi. Vật động chân chu nha anh em, máy hỗ trợ ABS đầy đủ nè. Đó, hoạt động khỏi cần gì phải nói hết. Thì con này cước số 1.50 được 130m, cước số 2 được 2, cước số 2 được 100m nha anh em. Đó, hoạt động rất là nhẹ luôn nè. Đó, rồi máy số 4 giá công khai là 1.200.000 cộng ship nha anh em. Đó, tiếp theo là máy số 5. Máy số 5 là em lên cho người là một con máy tay qua Sportline ST5000. Đó, thì lâu lâu mới về được một con thế này. Đó, dạng máy 7, máy kim loại nha anh em. Đó,
máy màn hình tương đối sáng nha anh em, con lăn ok đó, tương đối sáng thôi chứ nó không đẹp, màn hình nó vẫn có xuất sắc nha anh em. Đây hàng là đĩa Seben, thì dòng máy này thì đánh trâu bò đó, rất là bạo lực luôn, máy có cốt trợ lực đầy đủ nha anh em, cốt trợ lực đầy đủ, bộ pin sóng. Thì con máy này có xe tương đương ra tầm khoảng 10.000 anh em, 9.000 10.000. Con này cước số 10 được 175m, cước số 8 được 215m. Bộ pin sóng, máy hoạt động êm mượt nè, rất là mượt nha mọi người đó. Máy này anh em về cẩu cá khỏi chê đó. Đó, hoạt động rất là mượt nha đó. Tay quay gấp đàng hoàng hết rồi. Giá công khai máy số 5, giá công khai là 750k cộng ship luôn nha anh em. Máy số 5. Máy số 6 thì máy số 6 lên cho người là một dòng máy hàng của thương hiệu Daiwa, một cái đẳng cấp. Con này là con máy Daiwa Tournament đó, thì con này là con máy Tournament ES8000 nha anh em, ES8000 đó. Con này chạy 6 mặt đạn nha mọi người, chạy 6 mặt bạn thì nó sẽ mất cái đồ rỉ cước ở đây đó. Thì con này có xe tương đương với xe 4.000 anh em, cước 4 được 150m nè, cước 5 được 120m. Thì con máy này về cho anh em chiên lua nha anh em, lua đánh bạo lực. Hôm nay anh em câu lăn xe câu lục cũng rất là ok. Dòng máy này có cốt trợ lực nha anh em, dòng máy có cốt trợ lực, câu lăn bằng sứ, câu lăn bằng thao nha anh em, câu lăn còn ok hết. Đôi bên sóng ngoại hình tương đối đẹp đó. Thì con này hàng nội địa Seben, máy cốt cho lực đầy đủ nha anh em, dòng máy này da máy siêu khỏe rồi khỏi bàn. Lấy cốt cho anh em xem đây. Đó, có hỗ trợ mặt đạn ở trong nữa nè, hoạt động ok nha mọi người đó. Rồi giá công khai của máy số 6, giá công khai là 1.400.000 cộng ship nha. Tiếp theo là con máy số 7. Con máy số 7 em lên cho người là một con máy Daiwa Tournament 3.000. Con này có xe tương đương ra tầm khoảng 10.000 nha anh em. Đó, con này ra tầm khoảng 10.000. Nó bay cái tem nó rồi. Hình như con này chạy tới 9 hay 10 mặt đạn nha anh em. Đó. Con này hình như chạy 7 cái mặt đạn. Thì dòng máy này máy đẳng cấp rồi, khỏi bàn. Đây. Con lăn nó đây, lăn trợ lực luôn em. Đó, nồi nó đây. Cốt và cốt trợ lực nha. Đó, Daiwa Tournament. Nó bị bay cái thông số nó rồi. Máy Seben nội địa nha anh em. Dòng máy Tournament này rất là nổi tiếng luôn. Đó. Cần cũng vậy. Nghe tới Tournament là giá toàn là giá trên trời không à. Một bên sóng. Cốt và cốt trợ lực đàng hoàng. Ta quay gặp anh em, cốt trợ lực rõ ràng anh em, mặt rộng rồi rất là mượt luôn đó. Rồi giá công khai, máy số 7 giá là 1.600.000 cộng ship nha anh em, 1.600.000 cộng ship máy số 7. Tiếp theo là máy số 8. Máy số 8 lên cho người là một con máy Daiwa Emblem. Thì con máy Emblem này, con máy Emblem 6.000, xe tương đương tầm khoảng, xe tương đương tầm khoảng 12.000 nha anh em, 10.000 12.000. Cước số 10 được 200m, cước số 12 được 170m nha. Đó. Thì có tặng GPE đi theo máy cho anh em luôn nè. GPE này GPE số từ số 8 anh em. Đó, GPE rất là to luôn. Con lăn ok. Đó. Đây em lên. Thì con này ngoại hình xuất sắc nè anh em, đó, xuất sắc. Đó, xuất nha anh em. Đó. Con này về anh em câu lục, câu giật bờ biển là ok nhất. Đó. Đây mắt cái trả ngược, trả qua trả lại sau lưng nè, đó. Thì chức năng nó hoạt động bình thường thôi, đó, nhưng mà mắt cái rễ cước này. Đó. Máy chạy 3 mặt đạn. Đây, nó mắt cái cao su bên đây luôn. Đó. Thì máy hoạt động nè anh em. Không lỗi lầm gì hết nha. Đó, rất là mượt luôn, không bỏ làm gì hết. Đó, có những lỗi như thế nào thì em báo anh em rồi. Mô pin sống
không độ chế. Rồi, giá công khai của máy số 8, giá công khai là 700k cộng ship nha mọi người. Tiếp theo máy số 9. Con máy số 9 em đưa cho người là một dòng máy Ascend, Ascend Assassin anh em. Đó. Thì con này là một con máy SW 8000HG. Đó, dòng tua HG là một tua tầm khoảng 5 chấm nha anh em, 5.5.6. Đó, dòng này là anh em đánh biển thoải mái. Nó câu dít. Thì ngoại hình tương đối sáng nha mọi người. Ngoại hình con máy này tương đối sáng nha. Đó, anh em. Tới đây, đến ít xước luôn. Đó. Nó rẹn miếng mỡ thôi, anh em về lau sơ qua cái xong. Đó. Anh em xước cái này tí. Đó, cho tao xước thì em báo, xước một tí thôi. Đó, anh em, đó. Anh em, con lăn cước ok nha anh em. Đó, con lăn cước lăn bình thường nha, ok. Một bên trống nè, đó. Tiếng rất là giòn luôn. Ta quay nấm tròn nè, đó. Ta quay dặn nha anh em. Đó. Thì con máy này, con máy của Malaysia xuất nhật cho anh em. Đó, 8000HG SW. Dòng kháng muối nha anh em. Đó. Hoạt động êm mượt nè. Đó, rất là mượt luôn. Đó, anh em về đánh lục cũng được, đánh cha, đánh chép, câu lăn xe, săn hàng, đó, câu biển. Nhất là câu biển, con này kháng mặn, kháng muối. Rồi bên sóng. Lấy cước ok. Đó. Rồi, con này có thông số cước cho anh em đọc cho anh em. Cước 6 vô được. Cước 6 được 230 m, cước 8 được 160 m anh em. Nếu anh em đánh BE thì BE số 4 thì được 300m, BE số 5 thì được 250m nha. Đó. Máy 8000 của Shimano. Hoạt động êm mượt. Rồi, giá công khai của máy số 9, giá công khai là 2.5 triệu cộng ship nha mọi người. Tiếp theo là con máy số 10, con máy dòng máy lua của Shimano. Dòng này dòng máy Naui Shimano. Thì con này là con Naui 2000, đó, xe tương đương với 2000 luôn nha anh em. Đây nè. Rất là nhỏ gọn luôn. Thì con này dạng máy đời cao anh em, có nút châm dầu đây. Đó. Hàng này hàng của Malaysia xuất nhật nha mọi người. Đó. Nè, ngoại hình nó rất là ok luôn. Đó. Nồi nó cực kỳ sáng mọi người. Nè, đó. Đây cái này nó bị xước một tí nha mọi người. Nó bị xước một tí đây. Bên đây cũng vậy, nó bị xước một tí. Đó, tích nó ok nha mọi người. Thì dòng này hoạt động thì khỏi bàn. Đó, dòng máy lua mà anh em, chứ anh em đi lua. Rất là mượt nha anh em, êm thì thầm luôn á. Mượt khỏi bàn. Đó, cái bếp đàng hoàng anh em, chả dính nè. Đó, hoạt động đây anh em, như trong trống luôn. Dòng này dành cho anh em lua nè, lua mực, lua lóc, lua suối, rất là ok nha anh em. Rồi, giá công khai máy số 10, giá công khai là 900k cộng ship nha mọi người. Tiếp theo sẽ là con 11. Thì con 11 này nó đẹp hơn nha mọi người. Đó, con này cũng là Shimano Navi 2000 thì nó đẹp sắc sảo luôn. Đó. Đây nè. Không xước, cái hoành này không xước luôn. Đó. Con lăn ok. Cái nồi thì đảm bảo ok rồi. Đó. Đẹp mà đẹp lạnh lùng, đẹp sắc sảo luôn á. Đít độ ok, đít không bị xước. Thì con này là hàng Naui Malaysia xuất nhập nha anh em. Thì hoạt động nha anh em, dạng thì thầm luôn đó. Vậy anh em lua lóc, lua mực, câu cần tay chở máy thôi anh em, lua suối khỏi chơi. Rất là mượt luôn nha mọi người. Đó, mua bên sống để cước ok nè. Đó. Rồi, giá công khai máy số 1, giá công khai là 1.050k anh em. Đó, 1.050. Đó. Tiếp theo con máy số 12. Con máy số 12 là một con máy Shimano Naui 1500 nha anh em. Đó, con máy 1500. Thì con máy này có cước 1.5 được 150m, cước số 2 được 100, cước số 2 được 200m. Cước số 2 giờ 120m nha anh em. Đó, 1500. Thì anh em có xước nhẹ anh em, xước nhẹ cái phần này. Đó. Xước nhẹ nha. Nó nồi thì ok, nồi ok, khỏi bàn. Con lăn ok nha anh em. Đó. Ngoại hình đây anh em, ngoại hình rất là sáng nha. Đó.
bắt động chân châu nè. Bắt động chân châu không lỡ lầm hết trang nha nè, lên xuống rất là mượt luôn. Đó. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ như nè, trả là dính nè. Đó. Rồi giá công khai con máy số 12, giá công khai khoảng là 900k cộng ship nha. Tiếp theo con số 13, con số 13 là dòng máy của Shimano, dòng này là một dòng máy Shimano B-Master 2000 nè, hàng Japan nha em, hàng nội địa Nhật. Thì dòng máy này dòng máy trên em lua đó. Lua suối, lua mực, lua lóc, lua chẽm, đánh thoải mái luôn. Dòng máy thì nổi tiếng châu bò rồi, nó rất là bền luôn đó. Máy ngoại hình còn rất là chắc nha nè, con đời máy đời 205 nha nè. Nó có xước ở đây một tí nè, xước dâm nè anh em. Đó, con lăn ok nè, nó không xước. Phần bên đây thì sắc xảo nha nè, nó rất là mới luôn. Đít đây nè, đít thì ok nha, nó không bị xước gì nhiều hết. Rất là ok, rất là đẹp luôn nha anh em. Con máy cực kỳ đẹp. Mua bên sóng đàng hoàng. Thì con này có hỗ trợ cốt ti, cốt mặt nạn trợ lực nha anh em. Đó. Nè, có mặt nạ trợ lực. Thì con này về anh em đánh là thoải mái nha nè, làm đến lăn cũng được, vô mùa lăn này. Thì con này thông số đấy nè, nó thì cước 2 được 120m, 150m, cước 2.5 được 125m, cước 3 được 100m nha nè, nó PE đây, đó, thông số đây nè, thông số rõ ràng cho anh em nha, nó thì máy hoạt động đây nè. Đó, êm hơn chữ mượt nữa. Rất là mượt nha mọi người. Đó. Máy ABS đầy đủ, thẳng là dính, thẳng là dính. Đó. Rồi, giá công khai của máy số 13, giá là 2.2 triệu cộng ship nha anh em. Tiếp theo là con máy số 14. Con máy số 14 là một con máy Shimano B-Master 4000. Đó. Nha mọi người. Thì con này nó bán thì em tặng dây bia theo máy luôn nha nè, nó bia xịn sò nha nè, máy về có bia thì em tặng theo luôn. Đó, một bên sóng nha nè, rất là mới luôn. Đây sơ lược về máy đây nè, nó dính miếng keo ở đây. Đó, dòng này mới nè, nó cực kỳ mới luôn nha nè, không xước nha mọi người. Đó, thì con này là con nội địa nha mọi người, Japan 4.000. Đây đứt ở đây. Máy còn rất là bóng nha mọi người. Đó. Một bên sóng. Bật động êm cây, ôm êm mượt nha nè. Ok êm mượt luôn. Đó, không lỡ lầm gì hết, rất là mượt. Con máy 4.000 này thì anh em có thể đánh lóc, lóc gừng, lóc bông. Đó, săn hàng, câu tra, câu chép. Một số anh em có thể đánh lục cũng được, nếu đánh lục cũng rất là ok anh em. Đó, hoạt động rất là mượt nha. Đây nè, phá là thắng đây. Đó. Rồi, con máy số 14, giá công khai là 2.6 triệu cộng ship nha nè. Đó. Tiếp theo con máy số 15. Con máy số 15 em lên cho mọi người là một con Daiwa Katina 2508. Thì dòng này bán khá là nhiều. Thì con dòng 2508 lên bản giới hạn nha nè. Đó. Thì con này tải được 7kg, 7kg thì nhắc bổng nha anh em. Đó, cá tầm 10kg, 15kg anh em có thể dìu nó như chơi thôi. Đó. Thì dòng tua con này là 4.8.1, nặng là 230g. Một dòng nó có thể thu được 71cm nha anh em. Đó. Con này chạy 6 mặt đạn. Chạy 6 mặt đạn nha anh em. Đó. Thì thông số PE đây, PE 0.8 được 1230m, PE số 1 được 200m. PE 1.5 được 150m cho anh em. Đó. Đây, tem đầy đủ nha anh em. Thì con này sở hữu công nghệ là mặt siêu nha anh em, công nghệ kháng nước muối. À, kháng nước muối nha anh em. Sách vở đầy đủ, đồng đền đầy đủ nha anh em. Đó. Quân hợp sách luôn. Đó, con này em lấy hàng trưng bày, lấy tại cửa hàng. Con này hàng của China xuất nhập cho anh em, mà có đầy đủ, tem đầy đủ. Đây nè. Rất là mới nha mọi người.
rất là mới luôn đó. Cực kỳ bóng anh em đó. Đất nó không bị xước luôn nè đó. Để quay đây, con này mới bóng khởi bàn đó. Nè, hoạt động êm mượt nha, nó rất là mượt luôn đó. ABS đầy đủ nè, ABS phá đầy đủ, hoạt động này nè, bao mượt, quay ngược ok đó. Rồi giá công khai con máy số 15, giá công khai là 2.500.000 cộng ship nha anh em. Cuối cùng nè, con máy số 16. Thì con máy số 16 là một con Daiwa Cardina đây nè. Con này là một con Daiwa Cardina 3012H. Thì dòng máy này dòng máy đời 2014 nha nè. Dòng 2014 có Daiwa Cardina. Thì con này còn sách vở túi đầy đủ nha nè. Full hộp nha nè, thông số đây. Thì con này dòng tua là 5.6.1, nặng là 260g, tải mát con là 7kg nha nè. Đó, con này một dòng nó thu được 95cm dây nha nè, đó rất là nhiều luôn. Thì con này thông số BE là BE số 1 như được 280m, BE 1.5 như được 200m cho nè. Đó, dòng này về cho anh em lô lốc lô chẻm là thoải mái rồi đó. Thì con này quản lý hàng của China xuất nhập thôi đó, mà có đầy đủ tem đầy đủ, cân nặng dòng bi đầy đủ nha nè. Đời này làm khá là chắc nè, màu đen anh em đó. Rất là đẹp luôn. Thì con này quản sổ công nghệ mặt siêu kháng nước muối biển, mô biên quản là mô biên sống nha mọi người đó. Tay quay vẫn là tay quay cốt, hàng quản là hàng China xuất nhật, dòng Daiwa Cardina. Các bạn cốt nha nè, máy hoạt động êm mượt nè, êm mượt không lỗi lầm gì hết, rất là mượt luôn, bao mượt nha nè, đó. Đó. Rất là mượt. Thì con này có một lỗi duy nhất đây, nó bị rạn chỗ này đây, đó. Hình như là bị rớt hơn đây, cái gì da chạm vào, như ga cước bình thường nha nè, không ảnh hưởng gì hết, đó. Bị rạn chỗ này một tí, đó. Nè, phần còn lại ok anh em đó. Thì anh em vô cước ra cước thì bình thường không ảnh hưởng gì hết trơn nha mọi người đó. Con lăn thì ok luôn nha anh em đó, hoạt động êm mượt nè, không lỗi lầm gì hết. Rồi giá công khai con máy số 16 giá vẫn là 2.500.000 cộng ship nha nè. Tiếp theo con máy số 17, một con máy này anh em rất là săn nè, săn rất là nhiều luôn vì nó hết sản xuất rồi, trên thị trường nó cũng rất là hiếm luôn. Thì con này là một con Shimano Beamaster 6000HG BG chứ. BG dòng tua tầm khoảng 4.3 nha nè. Đó, 4.3 4.5. Dòng tua con này thì chia nhanh lên đi cảo biển này, đó, săn hàng cảo biển. Anh em đánh hộp dịch vụ câu cá. Câu cá hồng dịch vụ săn tra. Đó, hoạt động rất là mượt anh em. Thì con này lâu lâu thì mới săn được một con thôi. Đó, ngoại hình rất là mới luôn, không có vết xước cái chỗ này luôn. Tất cả còn mới nguyên zin. Con lăn nó hơi bị cọ, dây nó bị xước lên nè. Đó. Đây nè. Đít còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Máy còn cực kỳ chắc luôn. Đó. Bộ bên là bộ bên sống nè. Đó. Hàng là hàng mà của Seben. Đó. Còn nội địa anh em Japan, đa phần hàng biểu mới bây giờ toàn cả hàng của Malaysia thôi nha nè, Malaysia sản xuất, hoạt động cực kỳ mượt luôn đó, không lỗi lầm gì hết, bao mượt bao im, quay ngược ok nè, pha dính tay quay cốt anh em, tay quay nguyên zin của Shimano luôn đó. Thì con này 6000 thì cước số 6 được 170m nha nè, cước số 5 được 210m, cước số 4 vô được 240m, cước số 5 vô được 170m. Hàng Beamaster
6.000 BG bên sóng nha anh em. Đó. Hàng rất là mới luôn. Coi ngoại hình mới ra tầm khoảng 95% nha anh em. Mày cứ bớt sức cái này thôi. Bớt sức nhẹ thôi. Đó. Đây, giá công khai con máy số 17, giá công khai là 3.6 triệu cộng ship nha anh em. 3.6 triệu cộng ship. Rất là mượt nha mọi người. Tiếp theo con máy cuối cùng, con máy số 18. Thì con máy số 18 là một con máy chuyên anh em đánh lục sân hàng. Thì dòng này là một dòng bơ BA Power Sub. Đó. Đây này, thông số đầy đủ, hộp đầy đủ nha anh em, full hộp. Thì con này nó sách hướng dẫn nè. Đó. Sách hướng dẫn đầy đủ anh em, đồng đền đầy đủ nha. Đó. Đồng đền anh em thay máy đầy đủ nha. Đó. Thì anh em đọc thông số. Thì con này dòng tua là 3.9.1. Đó. 6 mặt đạn nha anh em. Đó, nặng là 670 g. Nha, thông số cước đây. Đó. Thì con này có hai nồi, một nồi 5, một nồi nọ 3, một nồi 5. Nó nồi 3 thì cước số 4 mới được 150 m. Là 5 thì cước số 6 được 170 m. Thông số nha anh em, anh em xem giúp em. Đó. Thì đây nè, nó đây. Con này có hỗ trợ bay tuna sợi cước nhanh, ngoại hình tương đối sáng. Rất là sáng luôn. Đó. Đây nè. Không có vết xước gì hết. Đây. Đó. Chấm nhẹ cho này, có sức nhẹ cho này. Rất ok. Con này hai nồi nha anh em, một nồi 5, một nồi 3. Anh em, nồi này là carbon nha anh em. Đó, dạng xịn. Con này hàng có Japan nội địa. Đó, BA Power Sub. Thì con lăn anh em, đây, bị xước một tí nha anh em. Đó. Con lăn lăn bình thường nha anh em, không ảnh hưởng gì hết. Đó. Cái này giật cước nó cắt nha anh em. Đó. Lúc gối á, mấy bác kéo không kỹ á, cắt vô tí. Máy hoạt động bình thường nha anh em, hoạt động êm mượt. Đó. Không lỗi lầm gì hết. Êm mềm thì thầm luôn anh em. Hậu trả bát đầy đủ nha anh em, khá là dính, phá là dính nè. Đó. Quay ngược ok. Quay tới ok. Xả cước nhanh. Đó. Cứng. Đó. Rồi, giá công khai con máy cuối cùng, con máy số 18, giá là 3.5 triệu cộng ship nha anh em. Giá này em bao với anh em cạnh tranh luôn á. 3.5 triệu cộng ship, full hợp hai nồi.